Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại được các bác trong cái buổi video ngày hôm nay. Thì hôm nay là bên Trung tâm Điện máy Ngọc Mai là sẽ giới thiệu review tới các bác về dòng sản phẩm dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho các bác thợ sử dụng cho máy khoan pin. Thì các bác vào xem video, các bác quan tâm sản phẩm, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất. Vì là bên Trung tâm Điện máy Ngọc Mai là chuyên phân phối xỉ lẻ rất là nhiều máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Các bác mà quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì là các bác cứ ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mỗi khi mà nhà em làm video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng, chất lượng ok, giá cả cực kỳ là hợp lý, cạnh tranh nhất thị trường. Thế hôm nay là em sẽ đi giới thiệu chi tiết tới các bác về cái bộ lục đấy. Đây là cái bộ, cái này là bộ đầu khẩu nhé, đầu khẩu để mở bu lông chuôi lục giác đấy. Cái sản phẩm này thì là các bác sẽ sử dụng cho những cái dòng máy khoan pin như thế này đấy. Các bác có thể là dùng cho máy khoan chuyên vít này, hoặc là bu lông 2-in-1 mà có đầu lục giác ở giữa đây, hoặc là những cái loại máy mà đầu kẹp, máy đầu kẹp đầu 10, đầu 13 là các bác đều sử dụng được cái này. Đây, đây là một cái bộ sản phẩm chuôi lục giác để mở đầu khẩu bu lông. Đấy, của nó là loại lọc sâu này các bác này. Cái bộ này là các bác sẽ có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Đấy, từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Đây, khẩu to nhất là khẩu 19 này, và khẩu nhỏ nhất là khẩu 6 đây này các bác này. Rất là tiện lợi nhé. Các bác sẽ có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Đấy, và toàn bộ là đây, cái này lòng của nó khá là sâu luôn. Đấy, cái này lòng của nó khá sâu, lòng khá sâu các bác nhé. Đấy, em nhấn mạnh cho các bác là lòng khá sâu, nó càng to thì nó lòng nó lại càng sâu. Đấy, kể cả những cái nhỏ này nó cũng sâu này. Đấy, đây, tất cả đều là loại lòng sâu, chất lượng các bác nhé, chất lượng. Đấy, em sẽ lắp thử cho các bác xem vào cái khi mà các bác lắp vào cái con máy bu lông 2-in-1 này. Đấy, các bác chỉ cần lắp trực tiếp vào đây, ok chưa ạ? Đấy, chỉ cần như thế này thôi là các bác đã có thể là đi tháo ốc bu lông rất là đơn giản luôn. Các bác có thể là có cái bộ này là các bác có thể là tháo được từ ốc 6 cho đến ốc 19 nhé. Sản phẩm rất là ok, chất lượng đầy đủ hết các số từ to cho đến nhỏ này. Đấy, bên em là sẽ cung cấp mỗi một cái bộ này là sẽ có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Nó sẽ được thiết kế trong một cái túi này. Mỗi một túi này là một bộ này các bác này. Mỗi một túi này là một bộ nhá. Đấy, mỗi một túi là một bộ ạ. Còn những bác nào mà cần mở những cái loại ốc nhỏ thì là các bác mua cái bộ nhỏ như thế này. Cái bộ nhỏ này thì nó sẽ có cái cỡ là từ cỡ 5 cho đến cỡ 12 này. Trừ cái khẩu 7 ra là cũng có. Đấy, cái bộ này nó sẽ có 7 khẩu, từ 5 cho đến 12, thế nhưng mà 7 thì không có các bác nhé. Đấy, cái bộ này thì cái lòng của nó không được sâu bằng cái bộ to này. Đấy, em gọi cái bộ trong cái túi bóng này là bộ to này các bác này. Còn cái bộ trong cái vỉ giấy này, nó là bộ nhỏ. Khi mà các bác đặt mua thì các bác chỉ cần nói là bán cho tôi một cái bộ nhỏ, hoặc là bán cho tôi một cái bộ to thì là em sẽ biết nhé. Đấy, cái này gọi là bộ tháo ốc bu lông chuôi lục giác để sử dụng cho máy khoan pin. Các bác có thể là lắp vào những con máy khoan pin bu lông 2-in-1 như thế này, hoặc là những cái con máy đầu kẹp đây, hoặc là con chuôi vít đây. Đấy, đây là cái bộ nhỏ này. Bộ nhỏ thì là các bác sẽ có 7 khẩu nha. Còn bộ to thì là sẽ có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Đấy, bộ to thì là nó sẽ được nhiều khẩu hơn. Bộ to thì là các bác ăn được nhiều ốc hơn đấy. Bộ nhỏ này thì nó chỉ có 7 khẩu thôi này. Bên em là phân phối tất cả những cái dụng cụ đồ nghề. Đấy, những cái bộ khẩu này các bác có thể là đặt mua riêng một bộ khẩu, hoặc là các bác mà có yêu cầu máy khoan pin ấy, các bác mà có máy khoan pin rồi thì các bác có thể là mua bộ khẩu về sử dụng, hoặc là bác nào chưa có máy khoan pin thì là các bác có thể là đặt khẩu rồi đặt chung cả máy khoan pin luôn thì em sẽ ship chung cho các bác. Đấy, hoặc là các bác có thể là mua riêng máy khoan pin. Đấy, bác nào mà có quan tâm những cái sản phẩm này thì là các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái số 0378487818 nhé. Thì số điện thoại đó là bên em có cả Facebook và cả Zalo. Các bác muốn mua hàng thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong cái việc mua hàng, cũng như là khi các bác vào đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ gửi hình chi tiết
cho các bác và báo giá cho các bác vào đúng cái thời điểm mà các bác hỏi về sản phẩm nhé. Vì là giá là em sẽ không công bố giá công khai, vì giá nó sẽ thay đổi theo thời điểm này. Hôm nay em làm video này có thể là 1-2 năm sau video vẫn còn xuất hiện và tồn tại trên mạng, nên là giá em sẽ không công bố nhé. Công bố giá nhiều khi giá nó lên xuống thì rất khó để điều chỉnh, nên là mong các bác thông cảm. Các bác quan tâm thì cứ để lại số điện thoại thì em sẽ trực tiếp alo để tư vấn lại cho các bác, và cũng như là báo giá cho các bác theo thời điểm. Và em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Các bác xem đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.